bây giờ đứng ở trước vùng chung kết đó, khi mà đội tin Hoàng Anh chỉ còn duy nhất một người, tất cả mọi hy vọng mọi áp lực nó rơi đổ lên đó, thì bản thân em cảm thấy như nào? Thật ra là bản thân em thì cảm thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng thôi anh, không đến giờ phút này rồi thì không có nhiều cái áp lực nữa, bởi vì bán kết với chung kết thì chẳng qua nó cũng chỉ là hai cái đêm mà mình biểu diễn, mình trình diễn thôi. Đến giờ phút này rồi thì tất cả những gì mà mình cần làm đó là mình tỏa sáng lên sân khấu, và cái sự ghi nhận thì nó sẽ từ ban giám khảo. Còn em thì đúng là em là người duy nhất còn lại trong team chị Hà Anh, và các bạn đều đã rời đi hết rồi, em là cái người mà luôn phải nhìn mọi người rời đi. Tuy nhiên là dù là rời khỏi cuộc thi nhưng mà các bạn vẫn luôn đồng hành và vẫn luôn ở bên cạnh em, cổ vũ tinh thần, giúp tất cả mọi thứ từ quần áo cho đến những cái kỹ năng, ai giúp được em cái gì là mọi người đều support hết mình. Cho nên là em nghĩ là một mình em chiến đấu thì có khi nó lại đơn giản hơn là cả nhiều người. Nhưng mà mỗi đội chơi có 3 người và một mình em thì một mình em phải đấu với cả là 3 đội của mỗi đội đó. Em có bị áp lực không? Có bị... Dạ cũng giống như là em nói, thực ra là đến bây giờ thì mình cũng không thể gọi là mình đang, mình không còn đấu nữa. Việc mà bây giờ là đêm chung kết thì những cái phần thi, những cái phần trình diễn của mình trên sân khấu á, sẽ có giám khảo, họ là cái, những cái người có chuyên môn, họ sẽ định đoạt. Và nếu mà nói là một mình em đấu với 6 bạn khác thì cũng đúng, nhưng mà nếu như mà mình là người tỏa sáng nhất thì cái chiến thắng của mình nhiều khi nó sẽ càng cái chiến thắng của mình nó sẽ càng vinh quang hơn. Đến đây mình cũng quen nhau rồi, mình cũng hỏi thẳng đi nha. Thực ra thì khi mà em đến cái vòng cuối cùng này á, thì ngoài đến được cái nỗ lực cố gắng của em á, thì cũng có rất nhiều người ghi nhận, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những cái ý kiến cho rằng là em là con trai nhà tài trợ rồi. Đó thì em để có mặt ở đến đêm cuối cùng á, vượt qua tất cả các bạn trong đội để có thể đến đấy, em có bị cuốn hút gì không, em có bị cái có lăn tăn? Dạ thật ra là em cũng có, khi mà nhận nhiều những ý kiến trái chiều dành cho mình thì lúc đầu mình cũng có lăn tăn một xíu, nhưng mà vấn đề là bản thân mình không có. Em nói thật là tại vì bố mẹ em là sẽ không hề đụng chạm, và nhiều khi em đi thi, em tham gia cuộc thi thì mãi đến khi mà lên sóng thì bố mẹ mới biết, chứ bố mẹ không biết trước đâu. Cho nên là thật ra là những cái lời nói, những cái góp ý mọi người dành cho mình thì những cái gì mà nó tốt và nó tích cực thì mình sẽ giữ lại để mình cố gắng mình phát huy bản thân mình hơn. Còn lại thì nói chung là ai rồi cũng sẽ nhận những cái ý kiến trái chiều, bản thân mình đừng có nên để những cái đó nó làm ảnh hưởng đến mình, đặc biệt là sắp đến chung kết rồi. Thì em nói thật với anh là tâm lý là cái rất là quan trọng. Đôi khi anh thấy em ở trong cuộc thi á, có những lúc em sẽ rất là trôi chảy, có những lúc em sẽ làm rất là tốt, nhưng mà cũng có những lúc em lại xuống phong độ, thì tất cả mọi thứ nó đều dồn vô hai cái chữ tâm lý hết. Cho nên là em đang cố gắng giữ cho mình một cái tâm lý rất là ổn định và tâm lý rất là tốt để cho cái đêm chung kết cháy hết mình. Nhưng mà sau khi mà biết được em đi thi này á, bố mẹ em nói gì? Đối với bố em thì sau khi mà xem em các phần thi và xem cách mọi người những cái lời góp ý mọi người dành cho em, thì bố em cũng chỉ nói là cái đó là một cái trải nghiệm tốt và cũng cần thiết cho con. Tại vì bố em thấy em được thả vào một cái môi trường mà có nhiều những cái sự gọi cọ sát, thì bố em nghĩ cái điều đó cũng rất là tốt. Còn mẹ thì tất nhiên là mẹ thì hơi có nhiều cảm xúc một xíu, bởi vì mẹ em thì lúc nào cũng thương con và rất là lo cho con, nên mẹ cũng hay hỏi là có mệt không, có buồn không, rồi này kia các thứ. Nhưng mà em thì luôn luôn làm cho mẹ yên tâm, cho nên là đối với bố mẹ em thì bố mẹ em rất là yên tâm về em, tại vì từ nhỏ là em đã sống xa bố mẹ rồi, cho nên là lúc nào bố mẹ cũng yên tâm, nên không có vấn đề gì cả. Thực ra thì anh biết khác từ lâu lắm rồi á. À vậy hả? Nhưng mà cũng như rất nhiều người á, đều rất là bất ngờ vì em lại xuất thân từ cái gia đình như thế mà để lăn lộn ở trong không biết đến bây giờ mới tỏa sáng. Em có bao giờ em cảm thấy chạnh lòng một chút gì không? À dạ không, thực ra là trước giờ thì em cũng không có dự định là mình sẽ làm trong showbiz. Trước giờ là em, con đường của em là kinh doanh. Nếu như mà anh biết em lâu rồi thì anh
anh chắc anh sẽ biết là trước đây là em mở phòng gym, em làm chủ phòng gym, rồi sau đó em mới chuyển hướng sang kinh doanh đồ nam. Thì cái máu của em là thích kinh doanh hơn là làm showbiz, nhưng mà em cũng không biết là tại sao mà trời xui đất khiến gì đó, nhưng mà mình khi mà mình đến với cái cuộc thi The Next Gen của mình, và đặc biệt là gặp được chị Hà Anh và được chị truyền lửa, cũng như là chị cho mình thấy được mình có những cái tố chất bẩm sinh mà chị khuyến khích mình đi cái con đường này, thì đến lúc đó em mới thực sự cảm nhận được những cái điều mà bản thân mình nó có sẵn và nó sẽ phù hợp với con đường sắp tới. Dĩ nhiên là bây giờ chưa thể nói được gì hết, nhưng mà trong nghĩ là sắp tới em sẽ cố gắng hết sức để mà phát triển cái con đường mình đã chọn, đặc biệt là cái cơ hội để nếp của mình ở trong. Tiếp xúc với em rõ ràng là nói chuyện với em thì anh thấy là cái đêm không lâu đâu, anh đọc được những cái comment cho rằng là em giống như là Mạc Trung Kiên thứ hai á, về cái độ nhạt. Nhưng mà rõ ràng là hình như là có phải là một cái nhận xét hơi sai lầm, nhưng mà khi mà em nhận được những cái lời nhận xét, em đã bao giờ nghe được những lời nhận xét giống như vậy nhá, Mạc Trung Kiên thứ hai. chắc nói chung là không em chưa có nghe các bạn nói là em giống Mạc Trung Kiên. Em chỉ có nghe mọi người hay nói là em hơi hiền so với các bạn khác ở trong cuộc thi. Thì thật ra em nghĩ này nè, khi mà em ở trong cuộc thi thì nó là một cái môi trường rất là mới đối với em. Và thật sự là đôi khi đầu của mình nó sẽ không thể loát nào loát nhanh được. Và mọi thứ mình làm là mình cố gắng để mà mình chia sẻ cho mọi người thấy cái tính cách thực sự của mình thôi. Còn về nhiều thứ, ví dụ như là công việc hay là những cái nhạy bén của mình đó, thì em nghĩ là nó sẽ cần nhiều thời gian hơn và cần nhiều những cái trường hợp để mà mọi người mới có thể thấy được. Nhưng còn ở trong cuộc thi thì thực sự nó không đủ, anh công nhận không? Dạ. Vì anh nghĩ là vốn nhạt thì đâu, đúng không? Nhưng mà thực ra nếu mà gọi là nếu mà cái tính cách của em thực sự là con người em như nào, nếu mà để mà nếu mà nếu nói về mình ba cái từ mà để có thể nói về tính cách của mình. Ít nói. Ít nói. Và rất là quyết tâm. Thì thường mấy bạn em hay nói em vậy. Đầu tiên là tụi nó nói em đi chơi, tụi nó hay nói là em hay ít nói. Rồi ví dụ có cãi vã hay là cái gì đó thì em cũng hay nhún nhường, hay kiểu chỉ hòa vi quý thì tụi nó hay nói em hiền. Rồi còn quyết tâm thì bởi vì bất kể khi mà em làm bất cứ một cái việc gì đó, là em đều cố gắng em làm cho đến cùng. Là ai cũng thấy, những người thân của em á, ai cũng thấy, cho nên là thành ra là đó là cái điều mà mọi người hay nói về em, kể cả người thân và bạn bè. Khi mà em tham gia cái chương trình này, cái khổ luyện như này á, có những cái tình huống mà phải dùng sức lực cũng như là nguy hiểm đó, thì mẹ của ba mẹ có sót con không? Dạ không, bố mẹ em không bao giờ sót con theo kiểu là chạy da tóc bẫy. Thường bố mẹ em quan tâm với em về cái mặt tinh thần nhiều hơn. Còn là con trai mà anh nghĩ đến bố mẹ em ngày xưa là em mới chỉ có học lớp 6 thôi, thì cho em một mình xuống Sài Gòn để mà học là phải tự lập từ lúc đó. Thì những cái về nghệ pháp và những thứ thì bố mẹ em không phải là không quan tâm, nhưng mà bố mẹ em nghĩ là em có thể handle được, không vấn đề gì. Chỉ có những cái về tinh thần, ví dụ như là chẳng hạn như khi mà em làm một gym mà em thất bại đó, thì bố mẹ cũng lo lắng rất là nhiều, sợ em không có vượt qua được cái đó, nhưng mà em vượt qua được. Cảm ơn em. Mọi người ơi, có thể cho một cái lời Thái anh ơi, có thể cho rồi nữa, rồi nữa. Đây hôm nay là đặc sinh là anh và mọi người sẽ gửi một cái lời chúc đến cho Minh Áp trước khi vào trận chung kết. Chúc cho các sẽ không cần quán quân cho cuộc thi, nhưng mà là quán quân em cũng giả. Wish the best luck to my partner over here that actually deserves it more than everybody else because face elimination every single episode. So he's definitely one of the winners. Definitely. Yeah, okay.
còn em chúc anh khác là sẽ đạt những điều mà anh khác muốn trong cuộc thi này. Thì bây giờ em phải dừng chân lại và thiếu một xíu thôi là vô bán kết, vô chung kết anh khác rồi, cho nên là những cái gì mà máu lửa với của Lần Nguyễn thì xin nhờ anh khác đem tới chung kết. Nhưng tại hôm nay thì Quy cũng giống như cả team sẽ chúc khách có một đêm trình diễn chung kết lần đầu những mảng mà là tốt đẹp để tiến thẳng vào cuộc mình đến quân nha. Đúng rồi, phải tỏa sáng rực rỡ. Một mình trình đấu cho cả team. Các bạn thấy không? Một mình cân hết. Và khách sẽ bao 10 đồng bia. 10 đồng bia. 10 đồng bia. Có được không? Chưa có được. Thả ra cho mình chụp mình. Thả ra cho mình.